Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Gạo Gạo Channel. Gạo Gạo xin chúc cả nhà luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Cả nhà ơi, hôm nay Gạo Gạo Channel sẽ mời cả nhà đi cùng Gạo tham quan một cái khu vườn hoang nha mọi người. Như mọi người đã thấy rồi, khu vườn này thì cỏ mọc rất là nhiều ha. Cỏ có thể là cao gần đến đầu người luôn á mọi người ơi. Thì nếu như mà mình gọi là khu vườn hoang á, thì cũng không có gì là quá đáng lắm đúng không ạ? Thực ra thì khu vườn này là khu vườn có chủ. Và họ vẫn đang, nói chung là vẫn đang thu hoạch hàng năm trên cái khu vườn này đó mọi người. Nhưng mà mọi người thấy là hiện tại là không hề có bàn tay chăm sóc của con người ha. Nó cỏ rác nó mọc từ lưa luôn. Và cây cối thì thôi lá muốn rụng bao nhiêu thì rụng, cây cành thì nó rớt bao nhiêu thì rớt, không ai quan tâm hết. Đây là một khu vườn của lão nông, của một lão nông ở làng của mình, ở xã của mình nha mọi người. Thì bác thì có rất là nhiều đất. Như mọi người đã biết thì ngày xưa thì đất nó tương đối là rẻ. Và những người nông dân thường họ mua rất là nhiều đất để mà họ trồng cây, để mà thu hoạch hàng năm, để có thu hoạch hàng năm. Nhưng hiện tại cái thế hệ của tụi mình bây giờ thì hầu hết mình thấy là họ không có thích làm vườn, làm nông. Và bác nông dân này cũng vậy. Gia đình bác thì ngày xưa làm nông, nhưng mà gia đình con cái người ta cho đi học, đã đi làm việc hết rồi, đã làm cơ quan hay nhà nước hoặc là làm công ty xí nghiệp hết, chứ họ không có làm nông nữa. Và bác tuy ruộng đất rất là nhiều nhưng mà không có nhân lực để làm mọi người. Thì khi đó bác sẽ trồng những cái cây mà có giá trị kinh tế cao, dài ngày và không cần phải chăm sóc. Thì mình nói như vậy thì mọi người chắc cũng đã biết rồi. Thì trước mắt mình đây là cây dầu ha mọi người. Cây dầu này, cái vườn này thì bác trồng cái cây dầu cũng đã hơn 20 năm rồi. Xung quanh thì bác trồng cây dầu. Còn trong khu vườn, trong chính giữa thì bác trồng cây điều. Cây điều thì mỗi năm đều có thu hoạch ha mọi người ha. Mặc dù mình không chăm sóc, mình bỏ phế như vậy, nhưng mà hàng năm thì nó vẫn có trái. Nếu mình chăm sóc, mình bón phân hay là xịt thuốc thì trái nó sẽ nhiều hơn. Có thể là vào mùa, có thể là nó bị như thế nào đó, nó rụng bông thì mình xịt thuốc, mình ngăn ngừa rụng bông để phòng bệnh cho cây điều. Hoặc là mình bón phân để cho cái hoa nó ra nhiều hơn, tốt hơn. Thì khi đó người ta sẽ thu hoạch nhiều hơn. Còn cái vườn này thì bác hoàn toàn không chăm sóc. Mỗi năm thì bác chỉ thảy cho một gốc, đó là một bao phân chuồng. Thì trời mưa xuống thì nó tự giống là tự sinh tự diệt, nó sống như thế nào nó sống, mình không quan tâm tới. Thật sự thì nói chung là tại vì có nhiều đất, với lại khi mà trồng chăm sóc thì bác trồng những cái khu vườn quanh nhà, gần nhà mình để tiện chăm sóc. Và khi mà nó có trái thì mình có thể giữ để mà không có bị ai mà trộm hết. Nói chung là ở quê chứ trộm thì cũng tương đối là nhiều mọi người ơi. Cho nên thường là những người nông dân người ta sẽ trồng những cái cây có giá trị cao ở nhà, ở gần nhà, để người ta có thể canh chừng và người ta có thể thu hoạch được. Còn những khu vườn mà xa nhà như thế này thì người ta trồng cây dầu, cây điều như vậy. Thì hàng năm nếu mà mình không ngó tới cũng không sao hết, không ai vô chặt phá cây của mình hết đó mọi người. Thì mọi người đã thấy ha, khu vườn này tuy là nó là một khu vườn hoang, nhưng hàng năm thì cái cây điều trong vườn người chủ có thể thu hoạch được vài chục triệu.
Và những cái cây dầu này thì mọi người đã thấy rồi, cây dầu thì tương đối giá thì nó cũng giá thành nó cũng rất là cao, và cây lâu năm thì giá càng cao nữa. Hiện tại thì cây đã hơn 20 năm rồi, mình đứng mình ôm là mình không có ôm được mọi người, không có vòng tay ôm cây này được, tại vì nó to quá cái vòng tay của mình rồi. Thì những cây này có giá trị rất là cao, và có thể đây là cái những cái khu vườn mà dưỡng già của các cụ đó mọi người ơi. Như mọi người biết rồi thì những bác mà lão nông thường cái mảnh đất, mảnh vườn, thửa đất của họ đó là khúc ruộng của họ, họ không thể bán, họ không nỡ bán mọi người. Mặc dù họ không có cho công chăm sóc nhưng mà họ không nỡ bán những cái miếng đất của mình. Thì nếu như mà không bán mà để như vậy á, thì mọi người thấy á, đất á, thì ngày càng lên, và cây ở trên đất á, thì có giá trị rất là cao. Cây dầu á, thì mỗi năm đều mỗi có giá, mỗi năm mỗi tăng lên. Bây giờ 20 năm giá như thế này, 25 năm giá khác, 30 năm giá khác, và đất 30 năm cũng giá khác. Thì các bạn thấy có thể đây là một cái gia tài mà cái tuổi trẻ của tụi mình á, cái tuổi trẻ của mình á khó mà có được không mọi người ha. Thực sự thì mình nói hơi nhiều thôi mọi người, mình chỉ chia sẻ về khu vườn. Nói chung là hôm nay là hơi bí đề tài, cho nên mình ra vườn và mình thấy cái khu vườn của bác á, tại khu vườn của bác là cạnh nhà, cạnh cái khu vườn của mình á. Phía sau khu vườn của mình thấy khu vườn của bác rậm rạp, nhưng mà những cái cây dầu á thì nó cao, nó thẳng tắp cao phút luôn. Thì mình thấy mình mê quá thì mình suy nghĩ thôi, mình cứ làm cái đề tài này để cho mọi người có thể tham khảo. Và đôi khi thì ngắm những cái cây thiên nhiên á, mặc dù là nó không có đẹp lắm nhưng mà cũng thấy thoải mái nha mọi người ha. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video của mình tại đây nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã đến xem và ủng hộ cho mình. Chúc mọi người luôn vui, luôn khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình nha.